Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Lớn lên cùng con của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, là trong cuộc sống hiện nay, đôi khi để cho chúng ta có được thời gian để tập trung vào công việc của mình, để cho trẻ khỏi chạy nghịch ngợm, thì có một giải pháp mà nhiều phụ huynh lựa chọn, đó là đưa cho trẻ một chiếc điện thoại di động. Và rất nhiều điều hấp dẫn trong chiếc điện thoại đó, cùng với việc có thế giới internet ở trong đó, thì có vẻ như trẻ có thể ngồi yên hàng giờ với chiếc điện thoại di động. Tuy nhiên, điều đó có hoàn toàn tốt cho trẻ hay không, hay lại vô tình mang theo những hiểm họa cho trẻ? Và đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập trong chương trình ngày hôm nay, chương trình với chủ đề trẻ và thiết bị di động. Và xin được giới thiệu gia đình đến tham gia chương trình Lớn lên cùng con ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với gia đình của bé Thái Bảo. Rất là vui mừng được chào đón gia đình của Thái Bảo đến với trường quay S9 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Xin chào Thái Bảo nhé. Rồi. Một anh chàng rất là đẹp trai. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ, giao lưu với gia đình của bé Thái Bảo. Vâng, chương trình Lớn lên cùng con thì cũng đã lên sóng được những số đầu tiên rồi. Không biết là gia đình mình đã xem chương trình hay chưa? Chương trình Lớn lên cùng con này mình cũng đã được xem trên Đài Truyền hình Hưng Yên. Chương trình này rất là hay và có ý nghĩa cho những bậc phụ huynh trẻ. Có thể đâu đó các bạn chưa có gia đình cũng có rất là... Nó gần như là một cái giáo án để cho các bậc phụ huynh có thể đâu đó là giáo dục cho con, rồi là hướng dẫn cho con, định hướng cho con để làm sao mà tiếp cận được nhiều hơn và có thể đâu đó có những cái bài học. Muốn gặp chuyên gia để có thể tư vấn về cái phương pháp hay là cái cách chăm sóc cho con để làm sao mà cho con phát triển một cách hoàn thiện, khỏe mạnh chứ ạ? Vâng, xin được cảm ơn mẹ của Thái Bảo. Và đúng như là những mong muốn của các gia đình đó, rất là mong muốn được gặp gỡ chuyên gia, được lắng nghe tư vấn để làm sao chúng ta đồng hành với con nhiều hơn nữa. Và chúng tôi xin được giới thiệu thành phần không thể thiếu trong chương trình, đó chính là chuyên gia của chương trình. Xin được giới thiệu diễn giả Phan Hồ Điệp ạ. Xin chào tất cả các bạn xem truyền hình. Mình thực sự rất hạnh phúc khi được quay trở lại đây để đồng hành cùng với Lớn lên cùng con. Và chủ đề ngày hôm nay thì mình cũng tin là một chủ đề mà tất cả các bậc cha mẹ đều quan tâm. Chị Phan Hồ Điệp thì cũng đã đồng hành với chương trình từ những số đầu tiên rồi. Vậy thì chị có đánh giá như thế nào về những tình huống mà chương trình đưa ra cho các bạn nhỏ ạ? Đây là một cái chương trình mà đúng như mong ước của mình. Vì tất cả những cái tình huống đều diễn ra một cách hết sức là thực tế. Các bạn ấy được hồn nhiên thể hiện trong đúng những bối cảnh, những lời khuyên của mình hoặc là của chuyên gia thì đều xuất phát trên chính tình huống đó và các bố mẹ có thể dễ dàng áp dụng cho con. Và đối với mình, đây là một chương trình mà khiến mình có thể hòa mình được vào với các tình huống và thực sự cũng học hỏi được rất nhiều từ trong những tình huống đó. Vâng, xin được cảm ơn chị. Và ngay bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với tình huống dành cho gia đình của Thái Bảo và đặc biệt là dành cho nhân vật chính của chúng ta, đó là bé Thái Bảo. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi clip của chương trình. Rồi, muốn phải đi làm rồi nhá. Hôm nay mình sẽ để điện thoại ở nhà cho bác mới bảo. Bảo ở nhà, trông nhà, trông em, không là học bài nhá. Sách tiếng Anh cũng để ở kia, tí nữa con lấy ra con đọc bài nhé, chưa hai đứa mình sẽ đi làm bây giờ nhá. Đúng rồi, con lấy điện thoại cho anh, tí nữa là anh sẽ đợi con học bài nhé. Ngay lập tức là lấy điện thoại cho anh ạ, bạn nhỏ như hình đấy ạ. Mình để con ở nhà với chiếc điện thoại như thế nào đúng không? Con đang làm bài chưa? Con chưa. Con chưa. Bây giờ con đi làm bài đi. Mẹ không đồng ý cho con điện thoại đâu nhá. Vâng. Con cho điện thoại về làm rồi đấy. Rồi, rồi chuyển sách vào con bắt đầu lại xem. Tức là gọi như là chống chế để biết là cái gì. Nhìn thấy thì em nói được là cái gì. Nó biết là bố mẹ nói được là cái gì. Nó biết là bố mẹ nói được là cái gì. Tập trung vào điện thoại. Ngồi tôi mới. Bảo ơi. Con cho em tắt điện thoại của em đi, xong là con học bài đi. Con lấy đồ chơi cho em chơi, để em chơi đã.
Con tắt điện thoại đi, lấy đồ chơi ra cho em chơi. Sau đó con học bài đi, bố đã nhắc. Bố mẹ vừa nhắc rồi mà sao vẫn còn xem điện thoại thế? Làm chưa? Tắt điện thoại đi cho em nào, xong là lấy đồ chơi ra cho em chơi. Lấy luôn đồ chơi cho em chơi nhá. Con học bài. Lấy đồ chơi cho em chơi rồi con học bài đi. Mỗi người một tập. Em đưa điện thoại đi. Đưa em điện thoại, bọn em cầm đấy thôi, xong con học bài. Để em cầm điện thoại em giữ cho bố. Con ngồi xa em ra thấy chưa? Để em học bài, để em xem, mở nhỏ cho em xem thôi. Con ngồi xa em ra học bài đi. Xa nữa ra. Thường xuyên các gia đình đúng không chị? Trong cái thời điểm hiện nay không phải. Tay thì đỏ sách nhưng muốn dùng xem điện thoại. Để giờ sang nhìn cái hạn như thế này mình thấy thế nào hả bà? Bảo ngồi quay về phía kia học bài đi nào. Có đúng là Bảo ở trong clip không? Quay xuống dưới, học bài đi. Không phải Bảo trong clip à? Bắt tắt điện thoại cho anh học bài. Lúc mà mình ngồi như thế, mình có tập trung được không? Không bắt thể tập trung nào. Được đúng không? Bởi vì là nó thú vị như thế, bao nhiêu là âm thanh đúng không? Có lẽ là lần đầu tiên mẹ nhìn lại đúng không? Lúc bây giờ cảm xúc mình như thế nào? Thực ra thì mình hơn người em ấy. Bình thường mẹ không để điện thoại nhà thôi. Nên là cũng biết là hắn đang rất là nghiện, rất là thích. Nhưng mà cũng nghĩ là nó đến lúc như thế này thì con nhìn lại thì cũng hơi giật mình. Ừ ạ. Thì lấy bút. Lấy sách là lấy bút kêu chỉ ra đi. Con biết này thì được gì? À chị cứ phải về mà kiểm tra không là xong bài tiếng Anh này là ăn vụt nhá. Mẹ dặn rồi đấy, mẹ kiểm tra mà không xong là ăn vụt đấy. Mà bài tập đi. Đã bị ăn vụt bao giờ chưa Bảo? Cũng có rồi. Có sợ không? Vâng, thế nhưng mà chiếc điện thoại nó hấp dẫn rồi hả? Không cần nghĩ một cái gì hết, người ta phải nghĩ xem là nó đúng hay sai không? Đây mới cứ thế là mới biết thôi. Nếu mà để nó ngồi làm tán 5 phút không xong hết một cái đề, xong rồi nó đi chơi. Ai? Nói to lên xem. Mình quyết tâm mình ngồi học lắm rồi mà tự dưng lại có người sang rủ mình chơi đúng không? Lúc bây giờ Bảo có nhớ mẹ dặn không? Không nhớ nữa rồi. Con nói lên xem nào. Cái gật. Lâm My đi về đã. Bảo. Sao Bảo lại xem điện thoại em đi lớn này? Ờ à, bài cô đã vào làm chưa? Anh Lâm bảo xin phép mẹ rồi. Anh Lâm bảo như nào? Sao con lại nghe anh Lâm bảo? Bố đã dặn con như nào rồi? Bảo ơi, con làm bài xong chưa? Không được rồi. Cảm xúc của mình lúc đó như thế nào? Con không tập trung nào, con làm sai hết rồi mà đâu. Những lúc như này mình thấy là rất là buồn. Bởi vì có sao những thế này? Điểm mà nhắc con có tập trung nào. Tuy nhiên là mẹ không đồng ý đâu nhá. Không thật. Anh Lâm sang không phải là con cứ quyết định nghe lời Lâm. Và vẫn hay sang thì ngồi xem điện thoại nhau như thế này nào. Buồn đúng không? Bao nhiêu lần con hứa bố là con không học, con không xem điện thoại. Cả hai bố mẹ đều không kiềm chế. Bây giờ con cứ xem điện thoại này thì làm sao mà con học được bài? Con làm bài tốt hả? Lại thôi. Dạo này mình tiến bộ rồi mà. Như này sau này con muốn học giỏi không? À, muốn học giỏi thì sao con không tập trung học bài này? Giờ làm thế nào?
Chú thật là chán vì con. Nó buồn lắm đúng không Bảo? Bố mẹ mắng đúng không? Con sợ không? Mình có thấy bố mẹ mắng mình đúng không? Con trả lời chứ không phải vật lắm. Nghe mẹ nói gì nhỉ? Bảo, thế bố mắng mẹ mắng con đúng không? Mẹ không mắng nữa. Không. Mình trả lời nhé. Chứ mình không gặp bác nhé. Không không? Mà cô bé ra bảo mình không khóc thì sao mà mình có thể không khóc được đúng không? Giọt nước mắt nó chảy ra mất rồi. Anh xin phép bố mẹ đồng ý cho con xem rồi. Thế này con xem. Chúng ta vừa theo dõi một tình huống mà Thái Bảo đã trải qua. Có vẻ như mà khi xem tình huống này thì cô anh thấy rằng là Thái Bảo rất là thích chiếc điện thoại di động đúng không? Con thường dùng để làm gì? Con làm gì? Con chơi game à? Bảo thường hay chơi game gì ở trên điện thoại di động? Bắn cung. Bắn cung à? Rồi, mỗi lần mà mình chơi như thế thì mất khoảng bao lâu? 20 phút. Và mình bắt đầu chơi điện thoại di động như thế từ khi nào rồi? Từ nhỏ. Từ nhỏ à? Mình có hay thường xuyên được chơi điện thoại như vậy không? À, cũng thường xuyên được chơi điện thoại như vậy đúng không? Vâng, xin được hỏi bố mẹ của bạn Thái Bảo là sau khi mà theo dõi tình huống mà con mình đã trải qua như vậy thì anh chị thấy rằng là bé đã bộc lộ hết những cái nét tính cách của mình hay không? Em cũng hơi bất ngờ vì em không nghĩ là bạn ấy ham mê cái điện thoại đến mức như là vậy. Bởi vì là cháu thì cũng ham chơi, quên hết lời bố mẹ dặn. Chúng ta sẽ quay trở lại với chi tiết đầu tiên của chương trình đưa ra. Trong đó thì chúng ta quan sát có thể thấy rằng là bố mẹ thì có để điện thoại di động ở nhà và yêu cầu là Thái Bảo thì sẽ phải học bài, nhưng mà lại vẫn đưa điện thoại cho em của Thái Bảo được quyền sử dụng. Chị Phan Hồ Điệp, chị suy nghĩ gì về cái cách xử lý này của bố mẹ ạ? Mình muốn là các bạn đang xem truyền hình, các bạn cũng thử tự đặt câu hỏi cho bản thân là có khi nào mà bạn cũng đang đặt con vào trong tình huống đó. Đó chính là vì muốn con ở nhà mà con lại ngồi yên, rồi con không nghịch ngợm, hai anh em có thể không tranh giành lẫn nhau, cho nên các bạn sẽ giao cho con một thiết bị điện tử nào đó, hoặc là bật tivi lên cho con xem, hoặc là đưa điện thoại cho con. Và nếu câu trả lời là có thì mình mong các bạn hãy cùng chúng mình phân tích tình huống. Điều đầu tiên, khi bố mẹ đi vắng thì có giao thiết bị điện tử là chiếc điện thoại cho hai anh em, nói rằng là để cho em xem, nhưng thực chất là ban đầu thì em lấy đưa ra cho anh và rồi sau đó cả hai anh em dùng chung. Tiếp đó thì bố mẹ có gọi điện về yêu cầu là sẽ chỉ được một bạn em dùng thôi, còn bạn anh thì không được dùng. Và đối với mình thì bố mẹ thực sự trong tình huống vừa rồi đã bị sai mất rồi. Cái sai đầu tiên á, đó chính là các bạn cho con sử dụng thiết bị điện tử là điện thoại di động khi còn quá nhỏ. Với bạn em thì mình ước chừng khoảng 4-5 tuổi gì đó, thì với việc mà cho con toàn quyền sử dụng một chiếc điện thoại ở tầm tuổi đó thì hoàn toàn là không nên. Theo các ý kiến của các nhà khoa học thì dưới 3 tuổi có thể là thời gian sử dụng thiết bị điện tử bằng zero, nghĩa là không sử dụng thiết bị điện tử. Nếu có thì cùng lắm là từ 5 cho tới 7 phút, tối đa là 10 phút. Từ 3 cho tới 5 tuổi thì thời gian sử dụng có thể đâu đó 10 đến 12 phút, nhưng với điều kiện là phải có sự giám sát của người lớn. Còn giao vào tay con để con có thể toàn quyền, lại còn ở nhà không có bố mẹ nữa, thì thực sự nó đang ẩn chứa rất nhiều những mối nguy. Và các bạn cũng đang cố gắng làm như thế nào đó để em dùng mà anh không dùng. Không bao giờ có thể có chuyện đó xảy ra. Không bao giờ anh có thể ngồi học với yêu cầu của bố là con ngồi xa ra một chút để em sử dụng điện thoại mà con lại có thể hoàn thành được bài tập. Cho nên cái hậu quả đến mà các bạn nhìn thấy là con không thể hoàn thành được bài về nhà, hoặc là con làm cho qua đi, nó đến một cách đương nhiên. Và trong chuyện này nếu có lỗi thì lỗi thuộc về người lớn chứ không phải thuộc về hai anh em chúng ta. Và tất cả những bạn xem, nếu có rơi vào trong tình huống đó thì
chắc là đến lúc chúng ta cần nhìn nhận và thay đổi lại cách mà mình kiểm soát, quản lý cũng như là đặt mong muốn lên con. Vâng, xin được cảm ơn diễn giả Phan Hồ Điệp. Và chương trình sẽ tiếp tục giao lưu với cả bố mẹ của Thái Bảo. Có lẽ là cũng rất là nhiều điều đã gợi mở ra trong suy nghĩ của mình rồi đúng không ạ? Vâng, xin được hỏi anh chị là ở nhà thì thường cái khoảng thời gian mà con thường sử dụng điện thoại di động ấy, nó sẽ khoảng kéo dài khoảng bao lâu? Và Ngọc Anh nhận thấy rằng là có vẻ bạn ấy rất là bị thu hút bởi chiếc điện thoại đấy. Thì cái điều này có làm cho ảnh hưởng nhiều đến cái kết quả học tập của bạn hay không? Cái việc bạn ấy không tập trung được ấy, thì nó có ảnh hưởng đến kết quả của các bạn của bạn ấy. Thực ra thì khi nghe chị Phan Hồ Điệp nói là cái thời gian sử dụng thiết bị của trẻ từ 0 cho đến 3 tuổi và từ 3 cho đến 5 thì lúc đấy thực sự là em mới nhận thấy là em cho con xem hơi nhiều. Vì thực ra thì bé Thái Bảo ngày xưa là hai vợ chồng em đi làm mỗi người một ca, nên là cái thời gian mà con xem ấy, chắc là tầm khoảng 3 tuổi mà con đã xem điện thoại rồi, chưa đến 3 tuổi đâu. Thì có những cái thời gian mà khi mà bọn em bận quá thì có gửi trên bên hàng xóm thì bố lại còn mang luôn cả cái smart hay smart lên cho con xem để cho con có thể ngồi im. Thì chính những cái đấy chính là cái mà tác động đến bé, thì để cho sau này con càng lớn con càng nghiện. Thực sự là cái nỗi mà để con như thế này thì chính xác là để nỗi là do vợ chồng em. Cảm ơn chị. Thế còn đối với diễn giả Văn Hồ Điệp thì chị cảm nhận như thế nào về cậu bé Thái Bảo? Mình nhận thấy là Thái Bảo là một bạn mà khá là trách nhiệm. Ví dụ như là khi bố mẹ nói là đưa lại cái điện thoại cho em, mặc dù bạn rất là tiếc nuối nhưng mà bạn vẫn đưa lại cái điện thoại cho em. Tiếp nữa là bố mẹ có dặn là làm bài thì bạn cũng lấy ra làm bài. Nhưng mà nhân đây thì mình cũng muốn nói luôn là trẻ chỉ có thể học tốt được nếu mà có một không gian phù hợp với việc học. Con sẽ không thể nào học tốt nếu mà con phải ngồi làm ở trong cái tình trạng là không có bàn để có thể thực sự tập trung vào học, thì con cần phải có môi trường học tập, ví dụ như là có bàn này, con phải ngồi rất là tập trung. Trong cái clip á, là mình có ghi nhận được đó là với những cái đề bài toán chẳng hạn, có khi bạn chỉ cần làm 5 phút là xong, thì mình hiểu rằng là bạn là một bạn rất là nhanh nhạy, bạn có thể tiếp thu được nhanh, nhưng mà những cái thứ xung quanh làm cho bạn đang bị dao động. Việc học mà đa nhiệm, ví dụ như cùng học mà có người ngồi bên cạnh để xem tivi, học mà lại có một bạn đến để ngồi, sau đó là hỏi xem có chơi không, có dùng thiết bị cùng hay không, thì thực sự rất là khó khăn. Và Bảo thì không thể nào chối từ được. Và như vậy á, thì Bảo hoàn toàn là không có cái lỗi gì ở trong cái tình huống này, mà chỉ là một em bé rất mong muốn trách nhiệm, rất là mong muốn được hoàn thành, nhưng có quá nhiều thứ để phân tâm. Trong một clip ngắn thôi mà các bạn có thể thấy là liên tục là các lời kiểm soát, liên tục là các yêu cầu đối với con. Và điều này thì không phải chỉ có bố mẹ Thái Bảo mới mắc lỗi, mà hầu như phụ huynh nào cũng thế. Người ta đã đếm rằng trong một ngày thường một đứa trẻ sẽ nghe khoảng 120 câu mệnh lệnh từ người lớn. Và nếu với tốc độ như ở trong clip vừa rồi thì mình tin rằng một ngày không phải 120 câu mệnh lệnh mà có khi tới 300-500 câu. Và bạn thử tưởng tượng là đặt mình vào trong tình huống đó, một ngày bạn phải nghe từng đấy câu mệnh lệnh, thì bạn sẽ có cảm xúc như thế nào? Có phải là một sự áp lực, đè nén, căng thẳng hay không? Và hãy nghĩ tới giọt nước mắt của Thái Bảo, rằng khi được hỏi, được chạm vào đúng cảm xúc, khi được hiểu về đúng bản thân, thì bạn đấy sẽ từ từ trở nên mềm dịu lại, và bạn đấy thực sự mong muốn kết nối với bố mẹ. Và đó chính là chi tiết mà mình nghĩ rất đắt ở trong clip. Vâng, xin được cảm ơn chị. Và chúng ta sẽ quay trở lại với cách ứng xử của bố mẹ trong cái tình huống vừa rồi. Có vẻ như là phần cuối của chương trình thì Thái Bảo đã gần như là quên hết lời bố mẹ dặn rồi. Và khi đó thì mẹ, như là mẹ có chia sẻ đó, là mẹ cũng không thể nào kiềm chế được nữa. Nhưng mà bố thì có cách xử lý mềm mỏng hơn một chút. Bố sẽ kiềm chế tốt hơn, nhưng mà khi bố nóng lên thì con cũng rất là sợ. Em thì sẽ quát con nhiều hơn, mẹ thường sẽ nói nhiều. Những cái lúc mà mình như thế thì mình có nghĩ rằng là con nó cũng đang phải nghe, phải chịu đựng những cái điều đấy cũng rất là khổ ấy không? Em có, nhưng mà nhiều khi em không kiểu là lúc đấy mình quá nóng rồi, mình không kiềm chế được. Bởi vì ví dụ như ngày xưa ấy, mẹ em mà có mắng em ấy, em thường là em có, hay là bà mà cứ bắt em làm gì đấy, mẹ cứ bắt làm gì đấy là em rất là
tính em hơi mấy bà một tí, em sẽ bảo mẹ em là con không làm đâu, nhưng mà tay em vẫn đi làm như bình thường, nhưng em vẫn phải nói một cái câu đấy là con không làm đâu. Đấy, mình cũng biết là mình nói như thế là không tốt cho con, nhưng mà đôi khi mình không thể nào mà kiềm chế được cái cảm xúc của mình ấy, để cho nói con một cách nhẹ nhàng để cho con hiểu. Những lúc mà mình tức giận ấy, thì mình thường hay rất là nóng và quát con rất nhiều. Và những cái lúc đấy ở lòng mong muốn của mình sẽ là con sẽ thực hiện theo những cái hành động mà mình hành động theo những cái mệnh lệnh mà mình đang áp đặt, đang giao phó. Nhưng thông thường thì những cái đấy thường phản tác dụng. Con thường làm ngược lại. Và những cái đấy càng làm cho mình tức giận hơn. Đấy là những cái mà mình thường xuyên gặp phải. Vâng, và chỗ này thì rất là cần chuyên gia Phan Hồ Điệp sẽ giúp cho bố mẹ để có thể chúng ta có những cái cách xử lý tốt hơn nữa. Bởi vì có vẻ như là đòn roi hay là la mắng nó không thực sự mang lại kết quả, đúng không ạ? Vâng, xin mời chị ạ. Trong cái chia sẻ của mẹ Thái Bảo có một cái chi tiết rất là hay, đấy chính là lúc mà còn nhỏ ấy, khi mà nghe mẹ của mình là bà ngoại á, yêu cầu một cái gì đấy thì bạn đấy cũng tỏ ra rất là khó chịu, mặc dù vẫn làm nhưng mà rất là khó chịu. Và bây giờ thì bạn biết là bạn đang lặp lại cho con. Và giáo dục thì thường sẽ là như thế. Chúng ta thường lấy cái sai của thế hệ trước để đặt lại đúng cái sai đấy cho thế hệ sau. Và vì thế một cái sự thay đổi vào thời điểm này không chỉ tốt cho Thái Bảo mà sẽ còn tốt cho thế hệ sau nữa, vì bạn đấy sẽ không lặp lại cái sai đấy cho các thế hệ con cháu mình chẳng hạn. Như trong cái clip vừa rồi á, mọi người có thể thấy á, là cái cách mà nói của bố mẹ á, thì đều là yêu cầu con học đi, làm như thế này con có muốn là học giỏi không, tại sao con lại làm như thế này, mẹ đã nói con như thế nào, có nghĩa là liên tục và tất cả những cái điều đó đều là những câu nói nên tránh. Vì sao lại nên tránh, là bởi vì nó khiến cho cái đứa trẻ, một là không hiểu vì sao mình cần phải làm như vậy, cảm xúc là cảm xúc thuộc về người lớn và đứa trẻ rất bối rối trong bối cảnh đó. Và khi bối rối thì sẽ có hai tình huống, hoặc là chiến hoặc là biến. Chiến là chống lại và biến là tảng lờ. Vì vậy để tránh cái trường hợp này thì bố mẹ sẽ làm như thế nào? Đầu tiên bố mẹ sẽ phải quản lý cảm xúc của cá nhân, chậm lại, thở bình thường lại để cố gắng có một ngữ điệu nói tốt với con. Em hãy làm như thế nào mà em nói giống như cái nắm tay của em trong clip đối với con á, một cái cách nói mà khiến cho cả hai bên đều dễ chịu. Cả bố cũng thế, hãy nói với con một cách nhẹ nhàng hơn. Cái thứ hai, cả hai bạn đều còn nhỏ, cho nên tư thế và vị trí đứng của bố mẹ khi nói với con cũng cần phải điều chỉnh. Không phải là người từ trên cao đứng nhìn xuống để ra lệnh, mà hãy cúi xuống sát với ngang mặt con, nhìn vào mắt con khi giao nhiệm vụ và thể hiện sự tin tưởng ấm áp đối với con, công nhận cảm xúc của con và sau đó đưa ra giải pháp. Làm như thế nào để lần sau mà vẫn trong bối cảnh này, có người xem điện thoại, có bạn vào gọi mà con vẫn hoàn thành được bài, con có cách nào không? Tức là gì ạ? Khơi gợi để bắt đầu giúp cho phần não trước của con phát triển. Vì muốn não trước của con phát triển thì không có cách nào khác là bạn phải làm mẫu, bạn phải gợi mở, bạn phải để con được tự ra quyết định. Và đó là ba cái yếu tố để giúp cho các căng thẳng ở trong gia đình có thể được giải quyết, và bố mẹ cũng sẽ thấy là cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn. Qua clip thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là đúng, thực sự là Thái Bảo đang bị lệ thuộc rất nhiều vào chiếc điện thoại di động. Và như chị có chia sẻ thì bạn ấy cũng rất là thích xem TV nữa. Không biết là chiếc điện thoại di động thì đã gắn bó với Thái Bảo từ bao giờ? Do bạn ấy xem quá sớm. Cái thời gian mà bạn ấy xem cái hồ lúc nhỏ, ví dụ như chị Điệp có bảo từ 3 đến 5 tuổi thì mình mới được sử dụng. Và từ 0 đến 3 tuổi nó như bằng không luôn. Nhưng thực tế thì nhóc nhà em cũng xem khá là sớm. Ví dụ như cái bạn thứ hai ấy, thứ hai nhà em chị nhìn nó bảo là 4, 5 tuổi, nhưng thực tế bạn ấy chưa được 3 tuổi chị ạ. Nó ảnh hưởng rất lớn đến cái phần mà các bạn ấy như là phụ thuộc, lệ thuộc, và các bạn ấy rất là thích những cái thiết bị di động đấy. Và khi nhìn thấy những cái đấy thì các bạn ấy gần như là cám dỗ và không thể rời được nó ra. Không biết là có những cái hoàn cảnh đặc biệt nào không mà khiến cho gia đình mà làm cho bạn ấy có thể xem nhiều hơn đến như vậy? Thực ra thì như ngày xưa thì hai vợ chồng em đi làm là chỉ có hai vợ chồng thôi, nên là nhiều lúc như kiểu là mình cần dọn dẹp nhà cửa, cái cơm nước thì mình lại đưa cho con cái điện thoại hoặc cái tivi bật lên cho con xem.
Hoặc là ví dụ như khi đi gửi hàng xóm thì nhà em bận thì em sẽ đi gửi, nhưng mà khi gửi thì bố cháu sẽ không yên tâm là cháu ở đấy bà có thể trông được hay không, nên là bố cháu lại cầm thêm một cái smart lên trên đấy để cho cháu ngồi cháu xem. Đâm ra là nhiều lúc những cái chính là mình đưa đẩy cho con, đâm ra là con nó mới nghiện đến như vậy. Vâng, và ngày hôm nay khi mà mình nhìn thấy những gì mà Thái Bảo trải qua trong clip vừa rồi thì mình suy nghĩ như thế nào, mình có cảm nhận gì? Ra thì em thấy cái phần lớn cái lỗi đấy là thuộc về vợ chồng em chứ không phải về bé. Bé nhà em thì bạn ấy, nếu mà như mình có một cái phương pháp tốt mà có thể biết sớm hơn thì mình sẽ không để cho con vào cái trong cái tình trạng như hiện tại. Đấy thì em nghĩ là cái phần lớn lỗi là thuộc về vợ chồng em. Qua quá trình xem lại những cái tình huống của con, đang thấy là con đang nghiện dần sang một cái lĩnh vực khác. Có điện thoại và tivi chắc chắn cháu sẽ chọn điện thoại, bởi vì trong điện thoại nó có game. Cháu bây giờ bắt đầu đang chơi game nhiều hơn thì đây là cái mà em cũng đang định hướng dần và làm sao mà uốn nắn cho cháu để tránh tình trạng mà cháu có thể đi quá xa. Như vậy thì mình sẽ thay đổi như thế nào? Mình đã có cái hướng để mình thay đổi tiếp theo chưa? Em cũng đang tìm hiểu về cái phương pháp giáo dục mới để cho mình có thể nói như thế nào để cho con có thể phát huy được cái khả năng của con. Cũng tìm hiểu về cái tính cách của bạn ấy để xem là con nhà em sẽ phù hợp với cái phương pháp dạy như thế nào. Cái việc đầu tiên mà để con có thể phát triển toàn diện hơn nữa thì việc đầu tiên là bố mẹ phải thay đổi. Mình phải bớt nóng giận, như là chị Điệp vừa nói đấy, là mình phải tìm những cái câu nói khích lệ con hơn để cho con có thể tự tin hơn. Bố mẹ thì cũng đang hết sức là nỗ lực rồi, và bây giờ thì đã rất là cần những ý kiến từ chuyên gia, từ chị Điệp ạ. Có lẽ là chúng ta nên rút ra những bài học gì để trong cái thời đại công nghệ 4.0 với hàng loạt những cái thiết bị công nghệ và internet mang đến cho chúng ta. Chúng ta không thể phủ nhận là internet cũng như là các thiết bị công nghệ thì mang đến quá nhiều tiện ích cho cuộc sống, nhưng mà chúng ta làm như thế nào để cho các bạn nhỏ của chúng ta không bị lệ thuộc quá nhiều và có thể phát triển một cách toàn diện, thì chương trình rất là muốn lắng nghe những chia sẻ từ phía chị Điệp ạ. Chắc các bạn cũng đã biết là thiết bị điện tử nói chung, bao gồm cả điện thoại rồi TV, iPad, có thể gây nên những cái hệ lụy rất là lớn đối với trẻ. Nó có thể làm cho trẻ giảm cái khả năng ngôn ngữ và tương tác đối với người lớn. Trẻ sẽ rất khó khăn để có thể diễn đạt được một cái vấn đề gì đó cho thật sự là rõ ràng hoặc là minh bạch. Người ta đo được là cứ một giây thì sẽ có khoảng 7 cái hình ảnh nó sẽ lướt qua trên mắt của trẻ. Chính vì thế, khi đã xem nhiều thiết bị điện tử thì trẻ nhìn ra bên ngoài thấy mọi thứ nó diễn ra chậm quá, và trẻ sẽ có xu hướng là nhanh lên, chạy nhiều hơn, mọi thứ đều đẩy nhanh tốc độ đi, làm bài cũng thế, cố gắng thật nhanh cho xong. Và như thế người ta cũng nói rằng với những bạn xem các thiết bị điện tử thì cũng có xu hướng là không sợ hãi, tức là có thể làm một cách bất chấp, không tính đến rủi ro luôn. Đấy là một cái điều mà rất là nguy hại đến an toàn của trẻ, và nó cũng sẽ làm cho chất lượng cuộc sống của các bạn đấy bị ảnh hưởng. Ví dụ khả năng tập trung kém, chất lượng giấc ngủ cũng kém. Khi một bạn nào mà đã thực sự là coi là nghiện game, nghiện thiết bị điện tử, thực chất là rất khó để có thể từ chối, rất khó để có thể dứt ra. Vì người ta nói rằng là cái điều đó ấy, nó lại tiết ra cái dopamine khiến cho các bạn rất hạnh phúc. Và các bạn mong muốn là sẽ được lặp đi lặp lại, xem đi xem lại rất nhiều lần, và chơi game là một trong những cái thứ như thế. Và sau khi hiểu về hậu quả rồi thì chúng ta sẽ quyết tâm để giúp cho con mình bước ra cái vùng mà gọi là nghiện thiết bị điện tử bằng những cách như sau. Điều đầu tiên quan trọng nhất với tất cả các bậc cha mẹ khác đó chính là làm gương. Không có một cái cách nào tuyệt vời và đẹp hơn thế bằng việc là các bạn sẽ làm gương. Về nhà, bố mẹ từ chối thiết bị điện tử. Trong nhà sẽ chỉ có một góc duy nhất thôi, là ngồi vào đấy và cả nhà cùng xem với một thời hạn cố định. Ví dụ xem TV cùng với nhau trong 20 phút chẳng hạn, chỉ trong một góc đó thôi. Ngoài góc đó ra, không ai dùng thiết bị điện tử. Cái thứ hai là gì ạ? Nếu vẫn muốn cho con dùng thì nhất định phải giới hạn về thời gian và phải quản lý được nó. Bạn sẽ phải quản lý ở dưới hai dạng. Thứ nhất là quản lý lịch sử truy cập của con. Tiếp theo nữa, bạn nhất định là phải có một chế tài đối với con. Ngày hôm nay, lịch là mình dùng 20 phút, nhưng con dùng lên 25 phút, cho nên ngày hôm sau cắt đi 5 phút, chỉ còn 15 phút thôi.
Nghĩa là gì ạ? Con phải hoàn toàn hiểu được rằng đấy là một khoảng thời gian quy định đối với mình, chứ không phải là bố mẹ nhớ ra thì bố mẹ nhắc, còn bố mẹ quên thì thôi. Không bao giờ dùng thiết bị điện tử để mua chuộc, không bao giờ dùng thiết bị điện tử để làm rảnh tay cho bố mẹ. Là gì? Mẹ nấu cơm, bố thì làm gì đó, con ngồi yên để xem thiết bị điện tử. Mà hãy cố gắng để lôi kéo con được cùng với các hoạt động. Hãy biến tất cả những thời gian mà con đang sử dụng chơi thiết bị điện tử để trở thành những hoạt động ngoài trời, thậm chí có thể thi đấu với nhau, thi chạy với nhau, bố mẹ đi dạo cùng với nhau. Hãy cố gắng dọn dẹp cuộc sống của mình. Ngoài cái thời gian mà mình đi làm, hãy tạo điều kiện thời gian tối đa cho con, đơn giản hóa các bữa ăn, đơn giản hóa các công việc khác để dành thời gian nhiều cho con hơn. Mình để ý có một chi tiết là khi mẹ nói là cái lỗi này là thuộc về em, thì Thái Bảo có đưa tay sang và vỗ vỗ vào chân mẹ như là một cái lời động viên và an ủi mẹ. Và hãy nắm lấy những điều đó để có thể giúp cho con mình quay trở về đúng với bản chất ở trong tâm hồn của bé, để bé được phát triển một cách rất lành mạnh và vui tươi, đúng như lứa tuổi của bé. Vâng, rất là nhiều gợi ý hay từ phía chuyên gia Phan Hồ Điệp, và chuyên gia cũng đã giúp cho chúng ta một lần nữa nhìn nhận thêm được thêm những cái mối nguy hại từ các thiết bị điện tử mà có lẽ là ít khi chúng ta để ý đến những điều đó. Chúng ta cũng biết rằng là nó sẽ khiến cho chúng ta thiếu tập trung, nhưng mà không biết rằng là ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái điều nguy hại khác, và đặc biệt là những phương pháp và những gợi ý từ chuyên gia Phan Hồ Điệp thực sự là rất là quý cho chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta nhận ra một điều mấu chốt, có lẽ là nói thì là đơn giản nhưng cũng không phải là đơn giản, đó là chính từ việc làm gương của các bậc làm cha làm mẹ. Hãy dành nhiều thời gian hơn nữa với con, đồng hành với con, và hãy đưa con được tham gia, được hòa nhập vào những hoạt động lành mạnh bổ ích ạ. Vâng, và ngay bây giờ để tạo không khí sôi động, vui nhộn và gắn kết thì ở chương trình muốn mời gia đình của Thái Bảo sẽ tham gia một trò chơi nhỏ trên sân khấu. Đó là trò chơi ném bóng vào rổ. Và luật chơi như sau ạ. Ở trò chơi này thì bố sẽ cõng Thái Bảo và đứng cách vạch đích của chúng tôi khoảng 3 mét. Và làm sao để cho Thái Bảo có thể ném bóng vào chiếc rổ của mẹ. Không biết là bây giờ thì gia đình của Thái Bảo đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng rồi, vâng, Thái Bảo đã sẵn sàng rồi. Và chúng ta cũng sẽ sẵn sàng bước vào trò chơi này ạ. Không được rồi, trái đầu tiên đã thất bại, cố lên. Con ném bổng đi. Con ném bổng, ném cao thế nào. Rồi, cố lên. Mẹ sẽ di chuyển nhiều hơn nữa. rất khéo đấy ạ. Rồi. Ơi, bây giờ Thái Bảo sẽ đếm xem là sau 3 phút thì mình ném được bao nhiêu quả vào nhé. Sau 3 phút thì cả gia đình Thái Bảo đã đưa được 23 quả bóng vào trong rổ. Thái Bảo có thấy chơi này có hay hơn là chơi game không? Có cả bố mẹ cùng chơi cùng có vui không? Lần sau mình có muốn là mình được chơi nhiều hơn như thế cùng bố mẹ nữa không? Con có. Rồi, rất là cảm ơn Thái Bảo nha. Vâng, quý vị và các bạn có thể thấy rằng là chỉ qua một trò chơi nhỏ trên sân khấu thôi, với 3 phút thôi, cả gia đình đã thể hiện được sự gắn kết của mình, và đặc biệt là chúng ta thấy được những niềm vui trên gương mặt của Thái Bảo. Và Thái Bảo có chia sẻ là rất là mong muốn lại tiếp tục được chơi những trò chơi như vậy cùng với bố mẹ của mình nữa. Và thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay đó là gì ạ? Cha mẹ hãy là người tiên phong, hãy làm gương cho con. Khi trở về nhà thì chúng ta hãy đặt chiếc điện thoại di động xuống. Hãy chơi cùng với con, dành thời gian cho con nhiều hơn nữa, đồng hành với con trong suốt hành trình con khôn lớn. Và đến đây thì chương trình cũng rất là cảm ơn gia đình đã đến và trải nghiệm chia sẻ với chương trình. Cảm ơn diễn giả Phan Hồ Điệp đã dành thời gian và đưa ra những gợi ý rất là thú vị cho chương trình ngày hôm nay, và cho rất nhiều gia đình đang còn nhiều thắc mắc, nhiều bỡ ngỡ để làm sao cái hành trình lớn lên cùng với con sẽ hiệu quả nhiều hơn nữa, nhiều thú vị và nhiều kỷ niệm tốt đẹp hơn nữa. Và bây giờ sẽ là những món quà của chương trình dành cho gia đình đến với chương trình ngày hôm nay. Trước tiên sẽ là một phần quà của diễn giả Phan Hồ Điệp, một bộ sách của lớp học đậu ngọt ạ. Và tiếp theo sẽ là phần quà của nhãn hàng tài trợ, nhãn hàng sữa Vipmilk với trị giá 2 triệu đồng dành cho gia đình của Thái Bảo. Và chương trình Lớn Lên Cùng Con với chủ đề trẻ và thiết bị di động ngày hôm nay thì cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn diễn giả Phan Hồ Điệp với những món quà đặc biệt dành cho chương trình, và đặc biệt là những lời khuyên rất hữu ích. Cảm ơn gia đình của Thái Bảo đã đến và trải nghiệm với chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình lần sau. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.